Xin chào mọi người, hôm nay là thứ hai. Bữa nay mấy đứa nhỏ được nghỉ học, không biết ngày gì trong trường mà được nghỉ học. Hỏi ngày mai ở nhà muốn ăn gì, hai đứa nhỏ cho ý kiến là muốn ăn cơm màu vàng, cơm gà mà cho bột nghệ vô nấu thành màu vàng á. Nó không biết nói, nó nói là cơm màu vàng, nó nói là cơm yellow là màu vàng. Thì ở đây mình có con gà. Hôm bữa đi chỗ mà bán gà tươi á, mỗi lần đi ở xa mà trên mỗi lần đi là mua nhiều lắm, cả chục con vậy đó, cái bỏ trong ngăn đá để dành ăn từ từ. Tới hôm nay thì còn được một con. Cái này mình đã luộc được nửa tiếng rồi ha, mình ngâm trong nước nóng để vàng này ngâm chút xíu nữa mình vớt ra đó. Mình không có bỏ nghệ chung vô cái nước vàng này mình luộc, tại vì mình nấu cơm rồi còn dư, nhiều khi cái nước này mình bỏ rau ha, cái gì củ gì vô nấu canh cho tụi nhỏ nó ăn cũng được. Mình nếu mình bỏ nghệ vô đây thì không có nấu canh được. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ lấy cái nước này ra bỏ vô gạo nấu, rồi lúc đó mới cho nghệ vô cái gạo á, nấu cho nó thành màu vàng. Nhưng mà bữa nay mình sẽ không nấu bằng nồi cơm điện nha, mình sẽ nấu bằng cái nồi không dính để có cơm cháy. Vì anh Lucky Man rất thích ăn cơm cháy. Và cái nồi không dính này mình đã bỏ trong đây là một hơn một lon gạo mình ngâm nước. Giờ mình sẽ cắt mấy miếng lá chanh này vô cho nấu cho nó thơm. Sau khi cắt hai cái lá chanh nhỏ, lá chanh mà hình số 8 nha, nó thơm. Thì bây giờ mình sẽ cho vô đây miếng bột nghệ để cho cái cơm nó màu vàng. Tại vì con nít mà nó nói cơm màu vàng mà nấu không có vàng thì nó nói không đúng. Thì nó ra, dắt nó ra nhà hàng ăn á, người ta nấu màu vàng, cơm gà màu vàng. Sau khi bỏ bột nghệ vàng ở đây xong, giờ mình múc nước lột gà nè. Múc nước lột gà bỏ vô. Con gà vẫn để trong đây, tại nãy mình luộc có nửa tiếng thôi à, chứ nó không, nó vừa chín thôi, mình đi ngâm cho nó chín. Đó, múc nước luộc gà ở đây. Múc đủ nấu được cơm ha. Xong rồi để coi cho coi đủ nước chưa. Thì có nhão không ngon, trộn đều cho nghệ nó vàng. Ok. Xong bây giờ mình bỏ qua bếp này để mình nấu. Giờ mình sẽ nấu ha. Mở lửa lên. Rồi mình vớt con gà ra ngoài rồi để cho nó nguội. Còn cái nước này chút xíu vớt xả rồi ra hết, rồi bỏ rau củ gì vô nấu canh cho tụi nó ăn kèm. Còn đây là nồi cơm mình đang nấu bằng nồi. Nấu bằng cái nồi như vậy nè để nấu cơm cháy. Cơm chín rồi. Giờ làm cho thằng con trai nhỏ một dĩa. Làm cho nó đẹp mắt ha, giống như nhà hàng vậy đó. Giờ ăn miếng thịt cho mẹ coi coi thịt coi có ngon không, có mềm không? It's good. Good. Dạ được rồi phải không? Có giống nhà hàng không? Được xem restaurant. No, it tastes different. Ờ, nó nói vị khác nhà hàng, nhưng mà better nhà hàng better. Cái nào ngon hơn? Both better. Okay. Hỏi nó là cái giống nhà hàng không? Nó nói khác, nó nhưng mà khác. Mà ngon hơn hay là dở hơn? Nó nói hai cái giống nhau lắm. Nó không muốn làm mẹ nó buồn. Ok con, thôi từ từ ăn nha. Mẹ bye video nha. Ok. Đây nè cả nhà ơi, mình làm được về cháy rồi. Cái này là mình lấy làm cho anh Lucky Man nha. Anh Lucky Man thích cơm cháy lắm. Đây là dĩa cơm của Lucky Man. Cơm cháy nha mọi người.
tôm cháy giòn rụm luôn, cũng kim chi, gà, và đây là muối tiêu lá chanh, muối ớt. Rồi mời anh ăn. Trời, con làm gì á? Exercise. Exercise hả? Đi chậm lại té chết à. Tại sao vậy, mày cho ăn nhiều quá sợ mập hả? Trời ơi, cho nó ăn dĩa cơm xong giờ nó tập cái dục cho khỏi mập. Đi chậm chừng té con ơi. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video làm cơm gà cho con ăn bữa nay. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye, thank you.